Dạ mến chào quý bà con, hiện tại là trưa ngày 25 tháng 10 năm 2021. Mình đang di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Hữu Thành, huyện Chợ Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ thì mình sẽ đi qua khu vực xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha quý bà con. Thì từ sáng đến giờ thì có rất là nhiều tin đồn nói rằng bên tỉnh Trà Vinh sẽ không cho người dân khác tỉnh vào nữa, sẽ đóng các chốt lại. Nhưng thật sự là không phải vậy nha quý bà con. Bởi vì vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn hỏa tốc về việc là cho công dân di chuyển ra vào địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển, vận chuyển hàng hóa, lưu thông, phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Nên tin đồn là vào lúc 14 giờ chiều nay là ngày 25 tháng 10 sẽ đóng cửa các cửa chốt là không có nha quý bà con. Sau 2 ngày được thông chốt thì người dân di chuyển qua khu vực liên tỉnh rất là đông. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số ca mắc Covid-19 tăng cao trong cộng đồng tại huyện Duyên Hải, huyện Cầu Kè, huyện Châu Thành, huyện Trà Cú, nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 kịp thời, phát hiện ca bệnh Covid-19 tại các chốt kiểm soát, giảm ca dương tính SARS-CoV-2 xâm nhập lây nhiễm qua cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thì Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn hỏa tốc là số 3552 là thực hiện test nhanh virus SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh như là chốt cầu Cổ Chiên, phà Đại Ngãi, cầu Mây Tức, cầu Trà Mẹt. Thực hiện xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 là sẽ test miễn phí cho quý bà con vào tỉnh Trà Vinh tại các chốt kiểm tra y tế, trừ các đối tượng sau là những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng, và có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính trong vòng 72 giờ thì qua các chốt không cần phải test lại. Còn đối với những trường hợp mà mình chỉ mới tiêm 1 liều vaccine hoặc là tiêm mũi 2 nhưng mà chưa có được 14 ngày thì ở các chốt người ta sẽ test miễn phí cho mình nha quý bà con. Sau khi test âm tính thì mình sẽ tiến hành khai báo y tế tại các chốt. Như mình bây giờ mình đang di chuyển qua chốt Trà Mẹt thì mình sẽ ghé tại điểm chốt để khai báo y tế. Bởi vì mình đã tiêm đủ 2 liều vaccine cho nên mình chỉ khai báo y tế và mình đi qua chốt thôi nha quý bà con. Còn một số bà con mà chưa được tiêm 2 mũi vaccine hoặc là mới tiêm có mũi thứ 2 nhưng mà chưa được 14 ngày thì mình phải chịu khó là mình chờ test xong rồi mình khai báo y tế thì mình mới được đi tiếp. Còn đối với trường hợp mà mình đang ở tỉnh Trà Vinh mà mình đi ra ngoài tỉnh thì mình đi tự do, mình không phải khai báo y tế lại tại các chốt nha quý bà con. Bởi vì những ngày gần đây thì trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì có rất là nhiều ca nhiễm Covid ở trong cộng đồng. Điển hình là vào ngày hôm qua là ngày 24 tháng 10 năm 2021 thì tỉnh Trà Vinh là trong ngày là ghi nhận 113 ca mắc Covid-19. Trong đó có 15 ca là ngoài tỉnh về, 28 ca là trong cộng đồng, 22 ca là trong khu cách ly, 4 ca là tại cơ sở y tế và 1 ca là trong khu phong tỏa. Toàn tỉnh hiện tại là ghi nhận là 2.296 ca bệnh và điều trị khỏi là 1.622 ca. Tử vong là 22 ca. Theo ghi nhận thì sáng ngày hôm nay là ngày 25 tháng 10 thì Trà Vinh ghi nhận thêm là 52 ca mắc Covid-19. Trong đó là có 20 ca là sàng lọc trong cộng đồng, 3 ca là sàng lọc tại cơ sở y tế, 29 ca là đang cách ly tập trung. Như vậy thì bà con mình cũng đã thấy con số mà nghi nhiễm Covid là ngày càng tăng cao nha quý bà con. Bởi vậy khi mà được đi liên tỉnh thì mình cũng nên hạn chế. Mình chỉ đi khi thật sự cần thiết. Khi đi thì mình luôn thực hiện biện pháp 5K của Sở Y tế để bảo vệ bản thân mình cũng như là của cả cộng đồng nha quý bà con. Thông tin của mình đến đây thì cũng đã kết thúc. Chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại quý bà con ở bản tin tiếp theo.